mặt trời giác ngộ khi bừng dậy Bao nhiêu phiền não hóa thành không Chỉ khi nào thể nhập hoàn toàn vào thể tánh Rộng rang thanh tịnh vô nhiễm của chư Phật Thì ngay đó mới giải thoát cội nguồn của vô minh tham ái và sân hận Đại chúng đồng phát nguyện đi trọn con đường giác ngộ giải thoát trong đời này chúng con đem, đem hết đem lòng thành nguyện đi trọn đường giác ngộ và nhận ra ba Thiền Sư Thích Ca Mâu Ni, Kính thưa Thiền Sư Phong Môn, Kính thưa Tăng Đoàn Phong Môn Sứ Từ, Cùng những thiền sinh, những Phật tử đang có mặt, Cũng như đang online trên Facebook trong buổi pháp thoại vào Chủ nhật hôm nay. Trước tiên có cái buổi pháp thoại, thầy hỏi tăng đoàn phổ môn sư từ một câu hỏi thôi nghĩa là lâu nay quý vị nghe đến giác ngộ giải thoát đó. thì cái giác ngộ giải thoát này có thấm sâu ở trong lòng của quý vị không quý vị có thấy đây là cái con đường đi tất yếu của mình và không có một cái con đường nào khác nói chung á quý vị có thấy giác ngộ giải thoát là quan trọng của cuộc đời của mình không có không tôi tốt thì bây giờ tự kiểm ha Tuy là quý vị nói là quý vị giá trị cái giác ngộ giải thoát Nhưng mà để Thầy kể các cho quý vị nghe câu chuyện này Vào cái thời của Đức Thế Tôn Để quý vị kiểm coi thấy coi Mình giống ai trong cái câu chuyện này Thì khi mà mình giống ai trong câu chuyện này đó Thì đó là cái câu trả lời chính xác nhất phải không phải không vào thời của phật lúc đó ngài đang ở tinh xá kỳ viên đó thì lúc đó có hai người bạn thân bình thường là chơi thân với nhau lắm nhưng mà hai người đó đều có một cái tập nghiệp lạ chuyên môn để móc túi người khác Nhưng mà một hôm Cái người A đó Thì họ thấy rằng Ồ cái mốc túi là một cái tập nghiệp Một cái bệnh Và Anh ta muốn giải thoát cái bệnh này Cho nên Rủ cái người B Tại vì hai người cùng là bản thân mà Rủ cái người B Cùng tới dự cái buổi pháp thoại của Đức Phật ở tỉnh Thái Kỳ Viên. Thì hai người ngồi nghe Pháp nhưng cái người thứ A à, thì ngồi trú tâm nghe Đức Phật khai mở và khi Đức Phật khai mở xong á thì anh ta liền rớt hết những cái cái phiền não thô và chứng được cái quả dự lưu tức là chứng được quả tu đạo hoàng tức là vào cái dòng thánh đó một trong tứ thánh quả còn người thứ hai thì tức là người b đó trong khi đức phật ngồi thuyết pháp và người a đang để hết tâm hồn lắng nghe như vậy thì người người b làm gì vui vị biết không Tại vì cái thói quen móc túi nó còn mà Nên <laughs> Trong khi Đức Phật á Thì ngồi khai mở thì Anh ta thì con mắt nó láo liên Nhìn các đại thính chúng Và anh ta thấy à, Trong một cái túi áo của một thính chúng Có ló ra Một cái đồng tiền Và anh ta tìm cách Anh móc cái đồng tiền đó Và cuối cùng thì Đem cái đồng tiền đó về thì trong cái ngày đó gia đình của anh có được cái buổi cơm no đủ trong khi người a chứng thanh quả nhưng mà bếp lạnh nồi không ngày đó đói thì anh b mới chê anh a anh nói tưởng đâu mình không ngon lắm rốt cuộc cũng đói mèo thì người a biết cái người bạn của mình có cái cái bệnh như vậy mà không hay cho nên người a mới tới thưa với đức phật trình hết đức phật cái sự việc đó thì đức phật mới nói cái bài kể ngu mà biết mình ngu thì dễ thành người trí ngu mà tưởng mình trí đó gọi là trí ngu quý vị hiểu quý hiểu cái ý nghĩa của cái bài kể không đây nè ngu mà biết mình ngu thì dễ trở thành nghi trí bây giờ mở hai câu nói trước đi ngu mà biết mình ngu thì dễ trở thành nghi trí không dễ không nó có nhiều cái cấp độ nó có nhiều cấp độ trong đó lắm thí dụ như ngu theo cái kiểu mà không có học đi. Khi mà biết mình dốt chữ thì sao? Thì đi học, Đấy không? Còn nếu mà nói ở trong đạo á thì sao? Cái ngu này là ngu gì? Ngu này thuộc loại vô vô minh, cái ngu si, phải không? Đó. Bởi vì cái người thứ nhất á thấy rằng cái tập nghiệp ăn cắp của mình nó là một cái thói quen xấu nó là một cái thứ nghiệp và nó dẫn mình đi trong sinh tử không có ngày ra anh ta ý thức được điều đó cho nên anh ta tìm tới gì tìm tới đức thế tôn tìm đến cái bậc y vương mà cái người mà nhận biết được cái mình ngu thì người đó biết bệnh không biết được cái đó cái cái bệnh tập nghiệp của mình là cái bệnh móc túi và chính cái thói quen móc túi đó anh ta nhận thấy rằng ô đây là một cái bệnh quá trời nè nếu mà mình không trị á mình không giác ngộ để mình giải thoát thì đời đời làm sao vô minh tham ái sân hận trôi lăn trong sinh tử không có ngày ra có phải là anh thấy ý thức được điều đó không và khi mà anh ta tìm đến đức thế tôn á tìm đến cái bậc thầy giác ngộ á, là anh ta muốn gì rồi muốn gì rồi muốn trị muốn trị cái bệnh của mình muốn nhờ ánh sáng giác ngộ của đức thế tôn giúp mình giải thoát được cái bệnh cái bệnh của mình Và khi mà Cái người mà có lòng như vậy quý vị thấy Mau hay chậm Từ một cái người móc túi Mà nghe một cái thời pháp của Đức Thế Tôn thôi Chứng vào thánh quả Cái quả, cái quả dự lưu là, là cái quả vào dòng thánh đó Cái quả tu đạo hoàng đó Nghĩa là cái người mà chứng được cái quả dự lưu rồi Người đó sẽ có hai điều mà chắc chắn nhất Biết được cái thế gian này là vô thường Cái tức là cái gì họ biết được, tin chắc được Cái gì được sanh ra rồi sẽ hủy diệt Và cái điều chắc chắn thứ hai Là anh tin vào cái ánh sáng giác ngộ Có thể giải thoát mình ra khỏi cái vô minh tâm tối đây là cái điều tin chắc thì quý vị thấy cái quả dự lưu này là cái quả gì bất thối chuyển chưa đó là cái quả bất thối chuyển cái niềm tin kiên cố cái người mà biết thế gian là vô thường biết những cái gì sinh ra rồi sẽ diệt người đó còn có mang một cái ý thức đắm nhiễm ở trong đó không còn không tuy là cái tập khí cái tập nghiệp nó còn vận hành cái chấp thật nó còn vận hành nhưng có cái lòng muốn giải thoát cái chấp thật đó rồi đó. và cái thứ hai là tin chắc rằng cái ánh sáng giác ngộ của đức thế tôn có thể giúp mình giải thoát được cái những cái tập nghiệp đó cái đó là cái niềm tin chắc chắn kiên cố cho nên anh ta đạt được cái quả đầu tiên trong bốn cái thánh quả thấy không nhanh là ở chỗ nào nhận biết được bệnh của mình còn cái người kia có nhận biết được bệnh mình không cái người b có nhận biết được bệnh của mình không người kia là chỉ đi theo bạn mình tới gặp Đức Thế Tôn và nghe pháp thoại thôi. Thì bởi vì đến bằng cái tâm trạng đó thì cái người B có biết được bệnh mình không? Không biết bệnh mình. Và nghe thì để mà mà nghe trong khi đó ở trên thì Đức Đức Thế Tôn khai mở tội giác Đó là cái chuyện của Đức Thế Tôn Còn cái chuyện của anh Thì ở dưới này cái tập nghiệp của anh nó vẫn Vẫn vận hành một cách thoải mái Thấy không? Quý vị thấy mình giống ai? Cái tập nghiệp nó 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 không phải là cái tập nghiệp móc túi không đâu nha nếu mà chưa thấy được bệnh của mình trong cái trong con người của mình á mình có thể theo cái nhiều cái tập nghiệp lắm trong lúc nghe khai mở tệ giác quý vị hiểu chỗ này không không nhận biết bệnh của mình thì người móc túi tiếp tục con mắt láo liên để mà tìm cách móc túi của người khác còn những vị khác cũng theo tập nghiệp của mình là sao Ngồi nghe Khai mở tuệ giác Có thể trong đầu nó Chạy lung tung lang tang Chạy theo cái gì Chạy theo cái gì của mình Chạy theo cái tập nghiệp của mình Có thể là Cái tập nghiệp về ăn mặc ngủ nghỉ Nhiều khi nghe khai mở tội giác Ở dưới này Mỗi người làm theo cái Chạy theo cái tập khí của mình Chạy theo cái thói quen của mình Có vậy không? Chạy theo thói quen là gì? Người nào mà bị ghi Ham ngủ Thì cứ việc Ngồi đó mà ngủ gục Phải không? Thì cái người đó có giống cái người móc túi không? Hả? Giống không? Cùng người móc túi không khác Bởi vì họ không thấy được cái cái bệnh của mình Và không có lòng muốn giải thoát nào Mà không phải cái bệnh cái bệnh buồn ngủ không đâu Còn nhiều bệnh khác á Quý vị nếu mà biết bệnh của mình là tự nhiên Mỗi người khám phá mình có Có một cái loại Loại tập nghiệp phải không Mỗi người có một cái thói quen Nghĩa là ngồi đây mà nhiều khi nghĩ Không biết công việc mình ở sở nó nó đi tới đâu rồi Nói không? Không biết con cái của mình ở nhà nó Chạy giỡn nó phá phách ra sao rồi Rồi không biết đủ thứ đủ thứ Trong đầu nó sẽ khởi lên và Mình chạy theo cái Cái thói quen đó Mình chạy theo những cái ý nghĩ đó Thì đâu có khác gì Cái người móc túi con mắt láo liên để mà Tìm thỏa mãn cái con người móc túi đâu Đấy không Thì tất cả đều Muốn thỏa mãn cái tập nghiệp của mình hết Và mỗi người Thỏa mãn mỗi kiểu Phải không Thì thầy kể câu chuyện này Thì quý vị tự kiểm đi Mình giống người A hay là giống người B <laughs> Giống người A hay giống người B À, quý vị có thể thành thật tại vì con đường này là con đường thành thật với chính mình phải không Cái người mà thành thật với chính mình thì nó dễ đi trên cái cái giác ngộ giải thoát lắm Khi mà khi thành thật với chính mình thì khám phá ra những cái thứ bệnh của mình mà quý vị coi thấy được bệnh bệnh của mình nó có phải là cái điều tốt triệu chứng tốt hay là triệu chứng xấu thấy bệnh của mình là triệu chứng tốt chứ tại vì sao thầy nói theo kiểu thế gian thôi người thế gian đó nếu mà biết mình có bệnh thì sao tức tốc đi đi bác sĩ xin xin thuốc liền phải vậy không còn cái người mà có bệnh mà không biết bệnh thì sao dễ người vẫn chạy theo chạy theo cuộc sống mà quên rằng cái bệnh đó nó đang gặm nhắm cái thân của mình gặm nhắm cái toàn bộ cái con người của mình và đến chừng mình nhận ra nó thì trễ rồi phải không thì cái tâm bệnh nó cũng giống như cái thân bệnh thôi Biết bệnh là một cái điều tốt Một cái triệu chứng tốt Khám phá ra cái sự thật của mình Là biết bệnh nơi Chính mình Phải vậy không? Như vậy rõ ràng là Nhưng mà cái biết bệnh mình Nó có nhiều cấp độ nha quý vị Biết bệnh mình mà biết toàn bộ như là Như là anh A Là cái loại hiếm con rồi biết bệnh mình mà Thí dụ như Biết mà biết bệnh sơ sơ thôi Mình bệnh nặng mà biết mình Bệnh nhẹ Thì sao Vẫn còn gì Vẫn còn ý y Bệnh mình Bệnh mình chưa đến nỗi nào mà Đâu cần vội đi bác sĩ đâu Nhưng mà thật sự Bệnh mình không đến nỗi nào chưa Hay là đến nỗi nào rồi Mà mình không hay Trong quá khứ Học trò của hai thầy nè, Có một người Khi đó đi khám bệnh Bác sĩ nói là cancer Tới thời kỳ thứ ba rồi Mà người đó không tin Ngay cả không tin lời bác sĩ nói Không tin mình cancer tới thời kỳ thứ ba đó Và tiếp tục đi Đi làm Tiếp tục đi làm để Hàng ngày thỏa mãn mình bằng bằng nhiều cách Thí dụ như mình đi làm được mọi người khen mình giỏi Cái đó là một chuyện Mình đi làm để mình có đồng ra đồng vô Để mình biết rằng mình cái ngày đó mình thu nhập Thấy không? Thì đến khi qua một thời gian sau đi khám trở lại Nó không phải còn nằm ở cancer thời kỳ thứ ba nữa Mà nó tới thời kỳ thứ tư rồi đến chừng đó thì giật mình chấp nhận cái bệnh thì ngay đó quý vị thấy trễ hay chưa trễ chưa cancer tới thời kỳ thứ tư thì quý vị thấy trễ chưa trễ rồi mà trễ thiệt vài tháng sau thì ra đi đó. thì quý vị thấy không biết bệnh mình là một cái triệu chứng quá tốt nói không, cái đó là thầy nói thân bệnh, còn cái tâm bệnh biết biết cái sự thật nơi chính mình cũng phải là cái điều tốt không? Cái người a biết cái bệnh mình là cái bệnh móc túi, còn quý vị biết bệnh mình là bệnh gì? Mỗi người phải tự khám phá ra bệnh của bệnh của mình, hàng ngày khám phá bằng cách nào, để ý coi mình chạy theo hàng ngày trên cái thói quen gì. Hàng ngày mình theo cái thói quen gì hàng ngày? Cái thói quen gì nó khống chế mình và hàng ngày mình muốn thỏa mãn cái thói quen đó. Đó là cái bệnh chính của của mình. Và nếu mà quý vị khám phá không được, không biết bệnh mình á vẫn còn mơ màng thì tiếp đó thì sao? <laughs> phải phải đi gặp bác sĩ chứ phải không? giống như cái người cái bệnh thân đó tuy mình nghi mình nghi cái bệnh mình mà mình không rõ ràng là nó là bệnh gì thì mình phải đi gặp bác sĩ để mà bác sĩ cho biết là mình bệnh gì nhiều khi phải chụp hình nhiều khi phải đủ thứ hết làm đủ thứ hết thì mới rõ ràng cái bệnh ra thì cái tâm bệnh nó cũng vậy nếu mà mình tâm bệnh của mình mình không rõ ràng cái bệnh gì nó khống chế mình trong cuộc sống thì mình phải đi gặp hai bác sĩ giác ngộ phải không <laughs> nhờ đó cái bệnh của mình mới rõ ràng cái sự thật nên mình mới rõ ràng và khi mình biết rõ ràng cái tâm bệnh của mình rồi cái lòng mình mới thật sự là cầu giác ngộ giải thoát chân chính Chứ không phải trên cái này nữa Cái người mà chưa biết bệnh của mình á Thì nói là con muốn giác ngộ giải thoát Nhưng mà người nói nói trên cái gì Nói trên cái này nè Con muốn giác ngộ giải thoát đâu Miệng thì nói giác ngộ giải thoát Trong cái ý nghĩ thì nói giác ngộ giải thoát Mà thật sự trong cuộc sống thì sao Vẫn chạy theo cái bệnh của mình để chạy theo bệnh mình, mình để thỏa mãn những cái những cái thói quen thỏa mãn những cái những cái tập nghiệp đó. nó giống như anh chàng thiên nhì đó người bê đó thì cái chỗ này là quý vị rõ ràng rồi phải không chỗ này rất là dễ kiểm nhưng cái khám phá mình để nhận ra sự thật của mình là cái điều tuyệt vời lắm quý vị không thấy cái điều này là tuyệt vời á thì con đường tu giác ngộ giải thoát của quý vị nó không có đâu Nhiều khi mình thấy bệnh mình á Nhưng mà sao? Sau đó thì sao? Không có dậy lên cái nỗi trăn trở Không có muốn giác ngộ để mà giải giải thoát cái tập nghiệp của mình Và hàng ngày vẫn sống trơ trơ Cái đó là biết bệnh mình chưa? Biết chưa? Chưa biết Tại vì Người mà biết bệnh mình nó đâu có trơ trơ như vậy đâu Nó giống như anh chàng người A đó Khi mà biết bệnh mình rồi đâu có ngồi trơ trơ mà Chạy theo cái tập nghiệp của mình đâu Có lòng muốn Gặp Đức Thế Tôn để mà Giải thoát cái bệnh mình đi Còn cái người mà có trơ trơ Biết bệnh mà trơ trơ là Là có vấn đề Phải không? Rồi còn có một loại nữa Thì nói thí dụ như Quý vị thấy cái ngọn đèn này cháy sáng không Cháy sáng không Mà ngọn đèn mà cháy sáng á Thì ngay lúc đó thì sáp làm sao Nè ngọn đèn mà cháy sáng thì sáp làm sao Nó lỏng ra Nó tan ra liền rõ ràng Hai cái nó phải đi đôi với nhau đó, còn nếu mà quý vị nói là Ngọn đèn con vẫn sáng Nhưng Quý vị kiểm coi Sáp nó Nó không có tan Thì ngọn đèn của mình sao Cháy ở cấp độ nào Hả à, Nhiều khi nó cháy mới leo lét thôi Ngọn đèn mà cháy leo lét Sáp nó tan không Sáp không tan Mà mình cháy leo lét mà mình vẫn tin rằng ngọn đèn đó cháy sáng có trường hợp này không rồi ngọn đèn đó được quý thầy thắp sáng trong quá khứ tức là cách đây bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày bao nhiêu năm đó ngày đó có thắp sáng thiệt nhưng mà sau đó Sau đó mình cứ tưởng Ngọn đèn của mình nó vẫn cháy Có trường hợp đó không? Nhưng mà tưởng được không? Lấy cái chỗ này kiểm nè Nếu ngọn đèn mình thật sự nó sáng thiệt Thì sáp ngay đó nó phải Phải thấy sáp Ngọn đèn nó phải Phải sáng lên với sáp phải không? Và sáp nó được sáng lên thì nó phải Phải tan Cái đó là cái điều chắc chắn mà mình nói ngọn đèn mình sáng nhưng mà không có thấy sáp. <laughs> không thấy sáp là sao? Không thấy được những cái điểm khởi. Không thấy được những cái thói quen nó đang vận hành. Không thấy cái tôi mình nó vận hành kiểu nào mà không thấy kiểu đó mà quý vị nói là đèn cháy là cháy ở chỗ nào? Thấy không Thì ngọn đèn nó rõ ràng Nó cháy trong quá khứ Còn trong hiện tại Nó đâu có cháy đâu Mà mình thường thường mình sống trong cái quá khứ Phải không Mình sống trong quá khứ Mà mình không hay Mình cứ tưởng rằng à, Ngày đó, ngày đó, tháng đó, năm đó Mình được Thầy thấp cho cái mình Sáng lên cái ngọn đèn tuệ giác rồi Và sau đó mình vẫn tiếp tục mình nuôi lớn cái ngọn đèn đó nhưng mà cái tiếp tục nuôi lớn quý vị phải kiểm chứ kiểm được không kiểm được khi nào đèn cháy khi nào đèn tắt kiểm được không nếu người mà chân thành coi cái con đường giác ngộ giải thoát là tối thượng người đó kiểm được kiểm ở chỗ hỡi đèn cháy là sắp phải chảy à mà sắp không chảy chứng tỏ rằng đèn đèn tắt phải không mà làm sao mình biết sáp mình nó không chảy hả đối quý vị quý vị làm sao biết sắp nó không chảy những cái thói quen nó khởi lên nó khống chế mình hàng ngày, những tiếng nói trong đầu nó khởi lên nó khống chế mình từng giây từng phút, thì chứng tỏ ra gì? Những tiếng nói đó là gì? là sáp. Những cái thói quen đó là là sáp. Đó là chứng tỏ rằng cái tôi nó đang nó đang vận hành. thì đó là sáp. Sáp nó tràn lan nó đặt queo mà. Thì chứng tỏ rằng nó đâu có tan chảy đâu Thì chứng tỏ rằng đang tắt rồi Phải không? Lấy chỗ đó kiểm thì Cái chỗ tu của mình nó thực tế đó. Quý vị thấy con đường này Con đường giác ngộ là con đường thực tế không? Đâu có mưa hồ đâu Thành ra quý vị đừng có Phải lấy ngọn đèn cháy Trong cái hiện tiền Không thể nào mà nói Ồ ngày đó đèn con sáng mà nhưng mà quý vị ơi ngày đó là cái ngày của quá khứ <cười> đúng <cười> chứ còn bây giờ thì sao kiểm chỗ đó đó thấy không đừng có lấy đừng có sống bằng quá khứ rồi ngọn đèn mình nó cháy ở cấp độ nào nữa mình cũng phải biết nữa cháy sáng như cái như ngọn đèn này hoặc là nó cháy leo lét mình cũng phải rõ ràng. Đó. Thì nhờ như vậy mà sao biết bệnh mình con đường giác ngộ mở ra thênh thang. Phải thanh thang không? Bây giờ muốn quý vị muốn biết bệnh mình hay là hay là không muốn biết? <laughs> vậy trước tiên mình phải biết rõ cái bệnh của mình nó như thế nào phải không và khi mình biết rõ ràng mình mới muốn giác ngộ để mà giải thoát cái bệnh đó đó là cái chỗ chân thành thì quý vị hôm nay quý vị rõ chỗ này không rõ ở chỗ muốn giác ngộ giải thoát thì phải trước tiên phải gì thấy sự thật ở nơi chính mình thấy sự thật ở nơi chính mình là gì thấy được cái bệnh của mình nó ở cấp độ nào và thầy bảo đảm bệnh người nào cũng cancer đang ở thời kỳ thứ ba thứ tư hết á chứ không phải là mới nhàn nhúng Quý vị rõ chỗ đó không? <laughs> đó, con đường giác ngộ mở ra ở chỗ thấy bình mình đó, thầy chúc mừng quý vị. Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi tiếp theo thầy mời thiền sư Diệu Thiện à, tiếp tục khai mở cho quý vị trên cái buổi pháp thoại hôm nay. Một Phật Bụng Sư Thích Ca Mâu Ni Kinh thưa Thiên Sư Suối Từ Kinh thưa Đại Chúng Quý vị có thấy Cái nhân duyên mà gặp được Bậc Thầy Giác Ngộ Khai mở Điểm hóa Đánh thức chúng về Và giúp cho mình hiểu được mình Quý vị thấy nó quan trọng không? Hồi nãy giờ thiền sư suối từ Vì cái tình thương Khai mở cho quý vị rất là rõ ràng Rất là tỏ tường Cho nên quý vị thấy mỗi chủ nhật mà về Được nghe Pháp như vậy Có đánh thức cái chúng về cho mình không? Nếu tự mình mình thấy không? Mình không thấy. Hoặc là có thấy rồi thì nó sẽ gì? Nó sẽ quên. Còn khi được ngồi trước mặt bậc thầy giác ngộ là giống như mình ngồi trước cái kiến ấy, cái gương được soi chiếu rất là rõ ràng được bậc thầy giác ngộ đương cơ khai mở tuệ giác và giúp cho mình thấu rõ được cái cội nguồn mê chấp mà mình không biết không thấy thì qua cái buổi khai mở của thiền sư sư từ thầy chỉ muốn bật thêm một tí cho quý vị thấy rõ là hồi nãy thiền sư sư từ có nói là cái chỗ thôi thúc á trốn về á mạnh hay yếu và cái lòng muốn dứt bệnh á của mỗi người mạnh hay yếu thì nó sẽ quyết định được cái đường đi của mình dài hay ngắn và sâu hay cạn đúng không thầy trở lại câu chuyện một tí thì hai vị mà thiền sư sứ từ chia sẻ đó là cũng là bị cái bệnh móc túi phải không và một người thì ý thức được là mình phải đi gặp đức thế tôn để đánh thức trốn về để giải thoát cái bệnh đó thì người kia cũng đi nhưng mà cái cuối cùng á thiền sư có kể ngay cái đoạn mà sau khi đi về đó sau khi nghe pháp xong mà trở về đó thì cái người người B đó lấy cái tiền mà mình móc túi được trong khi mình ở trong cái pháp thoại đó mua thức ăn cho gia đình ăn còn cái người A thì về sao không có tiền cũng chẳng mua được cái gì cho cho người thân hết đúng không thì cái người b đó nhìn người a sẽ nói rằng là du có làm được cái gì đâu tôi đây nè vừa được gì vừa được tham dự khai mở tuệ giác giống như giống như du là hai chúng ta cũng đều được được nghe phải không nhưng mà cuối cùng quý vị nhìn đi ví dụ cái người b nói anh a anh nhìn đi tôi được nghe nhưng mà cuối cùng tôi về tôi còn lo được cơm nước đầy đủ cho gia đình vì anh được cái gì anh nghe xong về anh cũng gì anh cũng đói và anh cũng không làm gì được cho gia đình anh hết đúng không nếu người b nói như vậy thì bây giờ nếu mà người A mà cái lòng thôi thúc muốn thể nhập và giải thoát á nó chưa có mạnh á thì sẽ chuyện gì xảy ra? Hả? Nếu mà cái người B á cái lòng thôi thúc muốn giác ngộ giải thoát cái bệnh của mình, cái tật của mình chưa mạnh á thì khi nghe người B nói vậy thì sao? Là sao? Tại vì chưa mạnh á thì sẽ sẽ thấy được rằng là cái phải về có tiền giúp cho gia đình là mạnh rồi. Đúng không? Là tại vì thấy trước mắt thì mình cũng đói, gia đình mình cũng cũng đói mặc dù cái lúc mà trực nhận á thì rất là sâu. Cái người A lúc mà được trực nhận cái cái ánh sáng giác ngộ của Đức Phật á và giải thoát cái tập nghiệp á là rất là mạnh thì lúc đó rất là có và đứng lên đi cũng muốn vì muốn giải thoát cái cái nghiệp ăn cắp phải không nhưng mà còn cái nghiệp giúp người đâu cái giúp người mà về lo cho cho gia đình con bữa ăn đó thì sao thì cái người A không có nhìn ra được là cái người B á, vì ăn cắp mà được cái tiền đó để mà nuôi gia đình mà người A chỉ biết rằng là rõ ràng là anh này ảnh, ảnh tu nhưng mà ảnh lại còn lo được cho gia đình còn mình tu cái gì mà mình đói gia đình mình cũng cũng đói thì sao thì lúc đó cái niệm đó nó lớn thì chuyện gì xảy ra thì chuyện gì xảy ra cái niệm đó nó lớn thì cái chỗ trực nhận hồi nãy nó sẽ gì nó sẽ mờ đi và người người A bắt đầu sẽ tự nhiên không cố ý. Nhưng vì cái niệm muốn giúp cho gia đình phải có một bữa ăn. Thì bây giờ nó muốn giúp là bằng cách nào nó phải trở lại cái gì? Nó trở lại cái tập nghiệp là gì? Là đi móc, móc túi. Mặc dù ban đầu là khi mà đứng lên là nghi cái móc túi là, là bệnh và thỉnh cầu đức thế tôn khai mở tuệ giác và ngay nơi đó được giải thoát cái gốc mà móc túi nhưng mà cái chỗ đó nó chưa có phải triệt nó chỉ mới bừng tỉnh ra cái ánh sáng giác ngộ nó giúp mình bừng tỉnh ra cái chốn về và ngay đó mình thoát được cái cái nghiệp móc túi nhưng mà còn cái nghiệp giúp người đâu mà giúp người thì là gì là tốt mà bây giờ móc túi là xấu nhưng mà giúp người là gì giúp người là tốt đúng không nhưng mà không ngờ rằng là cái giúp người nó lại liên quan tới cái gì cái móc túi vậy thì sao thì để mà giúp người để mà có tiền giúp người thì người đó phải trở lại cái nghiệp móc móc túi vậy thì sao chỗ đó là sao nếu mà chưa mạnh còn thầy nói mạnh rồi thì không bị nha mạnh như là thiền sư suy Từ nói là đã bất thối chuyển là thể nhập vào cái thể tánh giác ngộ là chứng chứng thánh quả đó là tư đà hoàng đó thì cái đó là thầy không bàn nhưng mà một cái người chưa chứng thánh quả mới được khai mở, đánh thức được cái tuệ giác, rơi rụng cái nghiệp móc túi. Nhưng chưa phải là gì? Là bất thối chuyển. Có nghĩa là chưa thực chứng được tất cả cái sự dính mắc của mình là vô thường. Chưa trực thực chứng được cái ánh sáng giác ngộ là tối thượng. Mà trong người mình cái tập nghiệp mà giúp người nó còn rất là là mạnh. Mà nếu như khi mà đứng trước cái cảnh đó, anh chàng kia anh nói chứ, dù có được cái gì đâu, phải không? Tôi này còn, còn được. Tại vì cái người đó rất là ma lanh, phải không? Cái người mà móc túi rồi thì nó rất là gì? Là ma lanh nó sẽ biết đủ thứ cách để gì? Để nó nói, để cho nó gì? Thấy không? Thấy nó nói không? Tôi vừa được gì? tôi cũng nghe pháp giống như anh vậy phải không nhưng mà tôi vẫn được gì tôi vẫn có tiền để tôi tôi lo cho gia đình tôi phải không anh cũng nghe pháp giống như tôi nhưng mà cuối cùng anh anh cũng đói và gia đình anh cũng cũng đói thấy chưa quý vị nghe rõ chưa thì cái người móc túi thì họ đã ma lanh rồi Cái người đó là họ đủ cách để mà họ Họ nói Thì bây giờ quý vị cũng phải kiểm với mình thuộc loại nào nữa nha Hồi nãy thầy thiền sư sư từ Cho quý vị kiểm đợt một Bây giờ thầy cho quý vị kiểm đợt Đợt hai Phải không Quay mình là cái anh chàng mà thứ hai đó Mà đã không đắc đạo rồi Đã không giải thoát rồi mà biện hộ cho cái gì rồi đã ngồi trong buổi khai mở tuệ giác của đức thế tôn mà mà móc túi đem về lo cho gia đình mà rất là hãnh diện là ta đây là gì ta đây vừa được nghe pháp mà vừa được có tiền mà lo cho cho gia đình thấy chưa thấy khi nói ra thấy sao cái người ra sao thấy có lý không Rõ ràng là tôi cũng ngồi nghe mà thì Anh cũng ngồi nghe mà Nhưng mà tôi được thêm hơn anh cái là gì Là tôi có tiền để tôi lo cho gia đình Được thêm cái nữa gia đình khen tôi nữa Còn anh được cái gì Anh đắc cái đạo gì tôi không biết Anh chứng cái quả gì tôi không biết Nhưng mà gì trước mắt là thấy gì Anh đói Gia đình anh Anh đói Hay chưa thì nếu quý vị nhìn đi, mình có phải là một trong hai cái loại người đó hay không? Mà nếu mà mình là giống cái người thứ người B thì dễ dễ nhiều người bị lắm rồi. Nhưng mà nếu mà giống cái người A mà bị động tâm bởi bởi lời nói của người B. Có nghĩa là cái người A này sao? Người A này sao? Cũng có thấy được một bệnh mà không thấy được nhiều nhiều bệnh đúng không thì cũng có thấy một bệnh đó nhưng mà chưa thấy được nhiều nhiều bệnh có nghĩa là bệnh này nó liên quan tới bệnh bệnh kia phải không quên rồi cứ nhớ cái bệnh là bệnh ủa mình thoát được cái bệnh mình mình móc túi rồi mình thoát được rồi mình quá tự mãn vào cái chỗ thoát cái bệnh móc túi nhưng mình không ngờ rằng là mình rơi vào một cái bệnh khác là cái bệnh gì? Cái bệnh giúp giúp người. Thấy không? Và khi cái bệnh giúp người đó mà mình không trực nhận được cái chốn về giác ngộ giải thoát thì mình sẽ trở lại thành cái bệnh móc. Móc túi bởi vì cái giúp người của mình mình không giúp ngoài cái chuyện là móc. Móc túi bởi vì cái cái tập nghiệp của mình nó chỉ đi làm cái việc đó thôi. Nó không làm việc khác được. Nó phải trở về làm cái nghề móc móc túi phải không xong rồi nhiều khi nó còn nhờ cái anh anh a nhờ anh b chỉ cách cho biết làm sao mà vừa nghe pháp mà vừa vừa gì vừa móc túi mà vừa được gì được giúp cho gia gia đình vậy thì bây giờ quý vị quý vị có muốn cái anh b đó chỉ cách không hay là muốn bật giác ngộ chỉ đường cho đi tới hả <laughs> bây giờ quý vị nói đi hả? tại vì thấy anh B đã cũng siêu đẳng chứ thấy không trời ơi tôi vừa được tôi vừa được nghe pháp nhưng mà tôi, quý vị thấy không tôi nghe pháp tới nỗi mà tôi sáng tới nỗi mà tôi đủ vừa nghe pháp mà vừa có khả năng gì móc túi như vậy là quá gì quá siêu rồi phải không? còn anh chỉ biết nghe thôi anh được cái gì? thành ra tôi làm ba việc cùng một, một lúc vừa nghe pháp vừa móc túi mà vừa đem tiền về lo cho gia gia đình. thấy nghe thấy sao? thấy giỏi không? đó cái đó hồi nãy thiền sư sư tử nói là gì? người ngu mà nghĩ mình gì? mình trí là trí gì? trí ngu kiểm đi có không lúc nào cũng cho mình hay hết lúc nào cũng cho mình giỏi hết rồi trí ngu rồi còn gì còn cho mình hay mình giỏi làm cho cái cái người mới trực nhận đó là sao mới trực nhận nó chưa có sâu còn sao ngu theo luôn phải <laughs> không vậy thì sao nhưng mà ai biểu cái người mới trực nhận đó ngu theo chi mình phải gì người mới trực nhận đó phải làm gì mình theo cái người trí ngu đó hay là mình theo bậc giác ngộ để chi để soi sáng thêm cho thấy được nhiều cái bệnh khác nhiều khi mình chỉ đủ sức thấy một bệnh thôi mình không thấy được nhiều nhiều bệnh mình mới thấy một bệnh mình được bậc giác ngộ đánh thức cái chốn về mình thoát được một bệnh nhưng mà đâu phải một bệnh đâu Bệnh này nó liên quan tới bệnh Bệnh kia mình đừng có tách nó ra Quý vị mà tách nó ra quý vị khó thấy lắm Thí dụ mình tách ra cái bệnh này, Mình nói ủa giúp người mà Giúp người đâu có gì đâu mình đem, mình đem tiền về mình mình lui cho cha mẹ mình cha mình cũng là trả hiếu mà cũng có một bữa ăn mà thì mình nhìn cái mặt đó mình đâu có thấy bệnh gì đâu nhưng mà mình quên một điều là cái tiền này ở đâu ra không ai thấy hết cái tiền này móc túi ngay trong trong gì trong cái thời đức thế tôn đang đang khai mở tuệ giác tiền nhưng mà khó bao giờ thấy rằng là cái tiền này từ móc túi mà ra thấy không mình chỉ thấy cái cái bên là ồ mình là tốt mà mình có tiền nè mình đem về mình nuôi cha nuôi mẹ nuôi anh nuôi chị nuôi em. Mà mình thấy rất là rõ rằng là, mà mình cũng vẫn nghe pháp mà. Thành ra mình tách nó ra như vậy mình sẽ khó thấy lắm. Mà mình phải thấy được cái sự gì liên quan với nhau. Cái này có nó từ cái kia. Phải không? Mình không có thể tách riêng mình không thể tách riêng ra để mình thấy rằng là ô hồi nãy mình thực chứng cái chỗ mà đức thế tôn khai mở mình rơi rụng cái sự cái tập móc túi của mình rồi mình hết rồi thì cái chuyện mà kiếm tiền này rất là quan trọng lo gia đình là quan trọng mình mà không nhận ra được á thì nó trở lại cái bệnh móc móc túi quý vị thấy không cho nên quý vị thấy tại sao mình tu á có những lúc mình rất là sáng nhưng mà rồi rất là tối thành ra trở lại người ngu mà biết mình ngu mới là có cơ hội trở thành người người trí là trí tuệ thì bây giờ Cái buổi hôm nay quý thầy muốn mở cho quý vị Là trực nhận được Một cái bệnh Đừng nghĩ rằng nó là tất Tất cả mà phải sao Phải sao phải liên tục được được bậc thầy giác ngộ soi sáng cho mình bậc thầy giác ngộ chỉ là một việc là soi sáng cho mình Cho mình bật tung được cái nội tâm Cho mình thấy được rõ về chính Chính mình Đó là cái lợi ích Để mình được gần bậc thầy giác ngộ Chứ không phải bậc thầy giác ngộ bắt mình làm cái gì Hay bắt mình tin cái gì Mà soi sáng cho mình Chỉ đường cho mình đi và giúp cho mình thấy cái mình chưa, chưa thấy. cho nên quý vị thấy mỗi chủ nhật mà quý vị về á, lợi không? lợi ích không? rất là lợi ích. tại vì tiếp tục soi sáng cho mình, tiếp tục đánh thức cái chốn về cho mình, tiếp tục chỉ cho mình cái mà mình chưa, chưa thấy. nó giống như hình ảnh của người B. nếu mà người B chỉ đi một cái ngày đó về cái là sao? bừng tỉnh xong là về rồi sao? tuần sau không về nữa. Chuyện gì xảy ra? Quên thì giống người nào? Trở lại giống người? Người bê. Nhưng mà lại không biết cứ đinh ninh là mình đã gì? Mình đã gì? Mình đã bừng sáng rồi, mình đã rơi. Rơi rụng rồi. Chứ đúng ra là mình biết như vậy là mình trở về lại để chi? Để mà cầu thỉnh bậc thầy giác ngộ soi sáng cho mình nữa để cho cái tuệ giác của mình nó mở, cái như đèn của mình nó sáng hơn. Và cho mình thấy những cái mà mình chưa chưa thấy, cho mình thấy những cái tật mà mình chưa chưa thấy. Thì nhờ như vậy đó thì cứ gì đèn được thắp sáng thì toàn bộ những cái tật trong người của mình nó sẽ ăn sao? Nó sẽ được hiển lộ. Hiển lộ tới cái lúc mà bất thối thối chuyển có nghĩa là thể nhập cái thể tánh giác ngộ có nghĩa là lúc nào cũng có niềm tin tuyệt đối vào cái ánh sáng giác ngộ và lúc nào cũng thực chứng được cái vô thường từ trong cái niệm khởi của mình luôn thì lúc đó con đường tu của mình mới gì mới gì mới mới mạnh mới thinh thang được và mới có cái ngày thể nhập bảo có oh, ánh sáng giác ngộ vậy thì bây giờ quý vị muốn mình giống như người a hay giống như người b ừ? người a phải không nhưng mà nếu lỡ máu mình là máu b thì sao máu của người b thì sao thì sao hả hả <laughs> thấy không gọi là 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 trí ngu á trí ngu á càng biết càng cho mình là gì nó tu tầm bậy rồi tu sai rồi mà cứ tối ngày cứ nghĩ là mình là gì vô có nghe cái gì đâu vô trong đó là nghĩ cái cách để móc túi không à nhưng mà lúc nào cũng cho mình là gì là đang nghe rồi làm được cái gì thì lúc nào cũng cho mình là hay là giỏi xong rồi gì chê người chê người khác chê hồi làm người khác Mới tu chưa có mạnh cũng bị gì? Bị gì? Bị thối tâm luôn. Thấy chưa? Mà có nghĩ cái loại đó đắc đạo nổi không? Hả? Cái loại thứ hai đắc đạo nổi không? Chắc thế. Hả? Đạo chích. <laughs> Chắc cái loại thứ hai khó quá. À. Thầy cũng hy vọng sao những cái đám trong này nó đừng có phải là loại thứ hai. Ít ra nó loại thứ một nhưng mà nó chưa gì. Chưa có gì. Nó có bệnh nhưng mà nó nó có cái nghi về bệnh và cầu giác ngộ để giải thoát không phải một bệnh mà nhiều nhiều bệnh ít ra mình yếu nhưng mà mình biết rằng là mình có bệnh và mình dễ dễ bị dao động bởi cái loại trí ngu đó thấy không tại vì cái loại trí ngu đó nó có đủ cách để mà làm cho mình gì dao động đúng không cho nên mình chưa có mạnh mình chưa có thể nhập hoàn toàn mình chưa có đạt tới cái chỗ tu mà bất thối chuyển cho nên mình sẽ dễ bị dao động bởi vì mình mình bật tung được cái chốn này mình thấy được cái bệnh này nhưng mà mình đâu có thấy được cái bệnh khác mà những người trí ngu nó nó nói với mình mình nghe mình cũng thấy gì có lý thấy chưa thì cũng có lý thấy không tự nhiên mình đang mình đang người đó nói ủa du thấy không du tú gì mà du về du cũng không có đồng nào hết rồi du đói gia đình du đói thấy không Rồi bên này đấy trong khi tôi tu là tôi cũng gì tôi cũng có tiền tôi cũng nuôi gia đình gia đình tôi lại đầy đủ thì đúng trên cái mặt đó thì mình rất là dễ thấy rằng là ồ đúng mà ha thấy không tự nhiên sao mình có gì đâu mà sao người này thấy không thì trên cái mặt đó mình thấy rằng là message rất là rõ ràng nhưng mà nếu một cái người nhìn sâu là cái tiền đó từ đâu mà ra mình phải nhìn cho ra thì tự nhiên sao cái tiền đó rõ ràng là cái người B này móc túi trong khi nghe nghe pháp thấy chưa thì ý một người mà có trí có trí tuệ mà có lòng muốn giác ngộ sẽ trực nhận được liền là ủa hai chúng ta đi tu là bởi vì bệnh gì cùng cái bệnh gì bệnh móc túi thấy không khi chúng ta khởi đầu cho cái cuộc hành trình đi tu để giác ngộ giải thoát là chúng ta bắt đầu từ cái bệnh móc túi vậy bây giờ người mà có trí hỏi bây giờ anh cho tôi biết tiền này ở đâu ra là từ những là sao là bắt đầu là sao thay vì mình bị dao động bởi cái cái niệm mà mình không lo cho gia đình hoặc là mình chưa có tiền để lo gia đình thì tự nhiên cái người mà có có trí tuệ có cái lòng muốn giác ngộ giải thoát là Trực nhận liền, ờ, hình như hai chúng ta đi tu là bởi vì cái bệnh Cái bệnh móc túi mà đi tu Để cầu giải thoát, cầu giác ngộ Thì mình phải trực nhận liền Hỏi anh chàng B liền Anh cho tôi biết Tiền này ở đâu Ở đâu ra, thấy chưa Là người có trí là sẽ dạy liền phải không Thì anh B anh sẽ nói làm sao Dạ Nói thiệt Với anh A Là trong lúc nghe Pháp tôi ngó liêng, ngó liếc, tôi đi móc túi của người người khác. Thấy không? Thì lúc này anh A sẽ có cơ hội làm sao? Thấy làm sao? Trợ duyên cho anh, anh B. Nhắc lại cái mục tiêu và dựng dậy cái mục tiêu đi theo, đi theo Đức Thế Tôn là chúng ta đi để giải thoát cái nghiệp móc, móc túi. Thì chúng ta đừng có phạm vào cái nghiệp là móc túi nữa mà chúng ta cái đồng tiền chúng ta kiếm được là bởi vì một cái gì đó là trong sáng rất là thánh thanh tịnh đúng mình mình đi tu không phải là về bỏ cha mẹ không phải mình đi tu đấy rồi mình chỉ biết tu mình không biết cái gì hết nhưng mà mình đi tu để tâm mình sáng để mình làm một cái nghề gì mà nó không có liên quan tới cái nghiệp móc túi nữa thì cái lúc đó, đó khi mà quý vị biết nếu mà anh nghiệp móc túi thì từ đây trở đi anh đi làm được không? Anh có việc làm không? Việc làm tốt không? Thì lúc đó cũng lo cho gia đình vậy. Nhưng mà cái lo này không phải tử móc túi mà. Mà lo. Mà lo vì có tuệ giác. Lo vì muốn giải thoát cái cái nghiệp móc túi rồi. Và lo bởi vì tâm mình trong sáng. Thì cái lo đó mới có ý. Ý nghĩa. Quý vị rõ chưa này không? Ừ. Thì hôm nay quý thầy khai mở lại cái chỗ này để nhắc lại cho tất cả đại chúng cái câu mà thiền sư suy tư đã mở từ đầu. Có nghĩa là người ngu mà biết mình, mình ngu thì người đó mới là người có trí. Lúc nào cũng mình càng biết về mình ngu thì mình mới cầu giác ngộ, mình mới cầu giải thoát, mình mới thỉnh cầu bậc giác ngộ để mà soi sáng đường cho mình đi. Còn người ngu mà cứ nghĩ mình, mình trí là có người đó là trí trí ngu đó là trôi lăn trong sanh tử luân luân hồi một lần nữa quý vị phải nhớ tự tự nhìn lại mình để mà chọn cho mình một cái hướng đi trong cuộc đời tu hành của mình thì nếu mà rõ ràng như vậy thì chắc chắn ai cũng có thể giác ngộ và ai cũng có thể giải thoát trong đời này nam mô phật bổn sư thích ca mâu ni